Phong trên quỳ. Xin lục sư mê thủy đang bắt đăng rốt pháp bình ý bắn to xung nùa. សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចក្រមនិងសូមគោរពអង្គសាវនាការទាំងមូលខ្ញុំសូមបន្តសំណួរដល់ដើមម្ដងរដ្ឋបាលនីតទៅទៀតលោកស្រីដើមម្ដងពីព្រឹកមិញលោកបាទលោកស្រីបានបញ្ជាក់ពីការដែលគេហៅលោកស្រីដើម្បីឲ្យឡើងមករៀបការខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សួរលោកស្រីថាតើគេឲ្យដំណឹងលោកស្រីប្រមាណថ្ងៃ មុននឹងរៀបការនឹងចាគេឲ្យដំណឹងខ្ញុំ២ថ្ងៃដល់ថ្ងៃរៀបចា ហើយ អ្នក ណា ជា អ្នក ឲ្យ ដំណឹង នឹង លោក ស្រី mê con mệt xe nâng nè oi tầm nâng ngày rịp ca nâng pi ngày rịp ca ô con lục sấy anh bệnh chạy pra ban tế tha rịp bia để kê cầm nót ngày rịp ca nâng cứ bà hai chân nữ chân năm ná khai ná lục sấy lục sấy đam đăng រដ្ឋបាលនេះចាំមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការចេញភ្លើងក្រហមសិនចាំលោកស្រីឆ្លើយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃរៀបការខ្ញុំអរគុណលោកស្រីនៅថ្ងៃរៀបការឥឡូវយើងចូលមកដល់ថ្ងៃរៀបការណាឥឡូវនៅថ្ងៃរៀបការនឹងលោកស្រី គេធ្វើពិធីនឹងនៅកន្លែងណាលោកស្រីគេធ្វើពិធីការនេះនៅកាលដ្ឋានបៃខ្លោកកាលដ្ឋានរែកដីនឹងមិនរៀបការទេគេរៀបការកន្លែងកាលដ្ឋានរែកដីនៅបៃខ្លោកតាមដែលលោកស្រីនៅចាំតើ ចំនួនអ្នកដែលត្រូវរៀបការនឹងប្រមាណគូដែរលោកស្រីចំនួនមនុស្សដែលរៀបការក្នុងកាលដ្ឋានបៃខ្លោកនឹងចំនួន60គូក្នុងមួយថ្ងៃនឹងដែលគេត្រូវរៀបការហើយមានផ្កាពីធោដាក់ពីខាងមុខហើយមានមួនមួយប៉ុណ្ណឹង អរគុណលោកស្រីខ្ញុំឃើញនៅក្នុងឯកសារលេខ E3/7435ជាភាសាខ្មែរលេខ010 3035ជាភាសាអង់គ្លេសលេខ010 7736ជាភាសាអង់គ្លេសដែលនៅក្នុងនោះលោកស្រីបានធ្វើសក្ខីកម្មនៅកន្លែងអង្គការTPO ហើយនឹងអង្គការសម្លេងស្ត្រីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមាន40គូហើយនៅកន្លែងសម្លេងស្ត្រីលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា60គូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីនឹកឡើងវិញមើលតើចំនួនពិតប្រាកដប្រមាណណាចាកន្លែងដែលរៀបការខ្ញុំ កន្លែងបៃខ្លោកនោះគឺ60គូនៅកន្លែងលហាល៦នោះ40គូវាមាន2កន្លែងចាតែបញ្ជាក់កន្លែងខ្ញុំគឺ60គូអរគុណលោកស្រី
nơi thay điệp cả nương lúc sấy miền ở rầm giang mạch đá sờ bài chợ rụng phơp rồi co giang mạch đá lúc sấy ở rầm bà lúc sấy ở rầm bà khen nhom ăn miền sờ bài cứ khen nhom phơi hay khen nhom khai hay khen nhom khai bữa đây khen nhom về một mình đã thay điệp cả nương khen nhom ăn miền sờ bài chợ tê pro khen nhom ăn sờ lành khen nhom ăn sờ bài tê pro bọc hầm khen nhom ở điệp cả tại mặt đòn ta nói thay điệp cả rằng lúc xây miền ban triềm có ao sẽ phải trường rồi có triềm mà không cả điệp trong bị thi năng mạch đại thế chà nơi bị thi điệp cả nâng không nhóm ọt miền có ai triềm thế miền ta có ai để thay điệp đại đây nâng ánh từ quy nơi chi chua nâng khuyên miền ta phân nâng thì ọt miền sợ bài trường ở miền khó ai thông mây hôn phù muôn ấy tới miền là khó ai để rệt đây nâng ai hào tơ tơ bế đây lục xây mặt đo cả lại điệp cả táo kể điệp trăm là việc mấy lúc xây xong điệp rộm tạch mớ coi là việc mấy, ấy là việc mấy hai miếng cả nạ thập ở đây rồi thả đặc nòm ná cho rùa mấy lúc xây chà, nơi cả lại điệp ca nâng đòi buộc rộm xây mịt ri nâng cho đòi lại đòi kể hào chú mùa kể hào chú mùa ở lãng cú ná trơn nâng cú ná kê oi dừng quy tam chìa cú tái khăn nông mùi chúa đọc bàm cú buôn chúa học sập cú cú đại sản lãnh kê hào chúa chập đai anh quỳ chập đai anh quỳ ọt miên cà ơi anh quỳ chân tê vô sạp bài chân nâng trọc anh quỳ tơ còn nạ thực ở đây kê còn nơi khang mục tơ dừng còn quỳ đây nữa anh tơ ọt miên cà anh quỳ tê ta lúc xây nơi khăn nông cú tí bà mạng đấy nhóm nơi cu ti bộ mùi đây cái hai mò ông cùi nơi cu ti bộ mùi riệp trong cùi luôn anh ông con lục sậy bên nắng lục sậy ban khơi cu để tới lục sậy chạp đáy em mày đấy thấy lục sậy ban sman mới cu nắng cu để bỏ lục sậy nắng cái miếng bạc cá mua hay đẹp lục sậy thế thấy là giúp hai bộ man đấy cu bỏ lục sậy nắng chà cái bà ca hai chú mua ta cái hai chú mua ôn thên chia cu nâng mệt ri mầm bùn cái hai chân đòi hai mỏ chặt đây cái này hai có riệp trong đặng quỳ từ vô sài trường trộm quỳ từ chia cu nâng cái này từ hai bằng cái hai cu xây tiệt mà nơi cái nó bị thi nô ta lục sấy ban khơi cam áp bị ban nát lá để cho ruộng chia cả nạ thập ở đây nơi không bị thi điệp cả nắng lục sấy chia cả nạ thập ở đây cứ miền cam áp bị ban miền mệt róm mệt xoắn nâng mệt xìa bày khâu phi nốt tất tại cầm con cá pia kê tông ở phụ mệt mệt cái nơi quỳ nơi nông tông ọc nè thái khô phê nốt sát tạc cù đầy riêng cà này học tập cù mình tập năng tì ọt miền mai miền ơ tì chô rùm tì ta khăn nông ca ba ức vì thi riêng cà này cà mà bị ba để chô rùm nâng ba này dê ở vầy khá nay nôm đò cù sẽ có thông mây thông mong tì ọ nâng กามาพิบาลได้เกเรียบกาเอาตั้งหกสกูนึกเกเมียนเพียรเกเกลังปากกาปรับถากูสกอได้เรียบทำไมเจ็บได้ประปวนหายในเตยแจ้สลันเขี่ยมือไทยซาเขี่ยให้คอมปากกอปากการพอลอ่อยบานจราญดำใบยังยกเศษตะเกยนี้ดำใบกุมติดขมังกุมอ่อยเมียนสัล
hay đừng không bạc co bạc ca thật côn ở bàn trà ở ông cả đò rùi thấy cái bạc ca tập bàn đằng ta thấy có kinh quỷ đò rùi thấy cái hai cu đây đây bộ quân đây bộ quân đây riệp nâng cái ao làng miền ca chập ở rầm ở cái đập ta cu mui mui để làng chập ở rầm nâng ở miền khâm sa mạch đá lục sơn vậy mạch đá bị nẹt để làng chập ở rầm nơi con ông pe nú đại cu bao khi nhom đại kỳ oi lang nú tha hay gật đại khang sự bay khôn khang pro nó gật lang hay gật đại nhà chật thả gật nằng nơi thay là xa khnề sơn lang khnề ao mới chụp vết hay nằng khom bằng co bằng can pha loại ban tràn mà hạt ta oi ban bay tòn đó là ruồi hay gật thả gật nằng khom thay là xa bởi miền côn oi ban tràn đám bay ông ca bật ra ông ca tại bật nói đi hai chân này khi nhóm vinh có lang tới con dây tôi từ khi nia ông miên dây khó khi nia đi bằng dây thả khi nhóm khom bằng thuê ca nghe đám bay thuê sai ở ban tràn mà hai ta ở ban bay tòn ở ở cha mà hai đột phá không sao mày nụ hãy khi nhóm của ban đại nhà chất thả khi nhóm nâng ôi miên cô nói ban tràn đảm bây phơ con tựa bạc để vượt ôi ban tràn tiệt thầy giang trẻ ô con lúc xây lúc xây ai bệnh trẻ ban tế thả cư sở co để riêng ca nơi bê nóng ạ miên là giúp hai bà mán đấy tung hai mán lúc xây đang đang rạp bạc bình đi dùng xa microphone bắt bạc ca sân คลานาโกพายอายุมาเพย์ปรำคลานาโกมาเพย์มาให้มาเพย์เตอร์คลานาโกมาให้มาเพย์ปมวยเพย์ปมเปลจังเตอร์กรุบกรุบให้ไปที่เรียบการนี้ลูกชายบ้านเรียบจำจับผีเมาหมานให้จำเนี่ยเป็นอะไรให้เมียไปที่จบเลี้ยงเมียเพลงพลอดอะไรเงี้ยลูกชายน้องพิธีเรียบการนี้อดเมียนเพลงพลอดไอเตเมียนแต่ปุ่มิดต้องออกเนี่ยได้ใบเรียบไอ้อดเมียนเพลงอดเมียนอาจารย์อดเมียนโลกเมียนไอเตหกสับกูตรโลกมาปีนามะประมาณจนนอเมียนโลกผ่องตะกายนะเมียนโลกมากามากูมากูเต้าเมียนโลกกาดอหกสับกูเมียนโลกมาปีนาได้กิบคอมจัดเรียบการเจ้าแต่จับดะเตอร์อดสกอลเนี่ยซอกเจ้าแต่จับมาเมียนทานเนี่ยเจิงเจียได้เจียส่งใบตะเนี่ยปีกาก็ได้เนี่ยปีกากระบดเจิงเต้กีกาอ้อยอ่ะเนี่ยเจิงละอ้อเต้เกี่ยประคำใบนี่มาละหายก็เรียบกาตึงตึกพเนจรยังไงเต้มันอาจประกายบานแต่ประกายก็จบออกคนอุศรีแล้วยังชโลองโชว์แต่ดอลล์คราวพิธีเรียบกานะแล้วพิธีเรียบกาเยิ้งเคยทำเวียโดยจะจับเอ้ยนะปั้นแต่กล่าวพิธีเรียบการวยเต้าเกี่ยวลูกใส่เถื่อไอเดียดกล่าวพิธีเรียบการวยเกี่ยวมองใบนั้นเกี่ยวปุกขยมตึกเตี้ยเป็นเมนเตี้ยยังเมนเตนเตี้ยนึกหลายการทานนั่นนะเกี่ยวตึกเตี้ยគេឲ្យទៅផ្ទះហើយក្នុងមកពេលយប់នោះគេឲ្យយើងដេកនៅកន្លែងហ្នឹងអត់ឲ្យមានទៅណាទេគេឲ្យយើងដេកហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនថាឆ្លប់គេតាមដានយើងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគូភិក្ខីប្តីប្រពន្ធខ្ញុំទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយគ្នាថាយើងការការសិនទៅបើស្រុកស្រួលបួលចាំយើងសុំបែកគ្នានិយាយអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាឆ្លប់គេនៅក្រោមផ្ទះទេដល់ឆ្លប់គេឮសូរថាអញ្ចឹងគេឡើងផ្លែតមកស្រមក3នាក់បដ້ອຍឡើងមក3នាក់ហើយគេថាមិនព្រមទៀតនៅចាំបាយគ្នាដល់ណាទៀតរួចមកគេយកភ្លើងមកភ្ជួងដោះអាវខាងប្រុសក៏ដោះអាវខាងស្រីក៏ដោះអាវឲ្យអស់ដើម្បីរួមទនេជាមួយគ្នាគេកម្មាភិបាលគេឆ្លប់គេមានពេលដល់ឡើងហើយគឺទាំង2នាក់នោះក៏ដោះអាវដោះខោទៅតាមគេចុះគេមានកភ្លើងយើងអត់ទៅស៊ូមិនរួចហ
hãy đó khó đó ai hời đó ruồi hơi mình prom nâng đệ chung khnề tì đó ruồi hơi đó việt tha ai chập đệ chung mùi khnề ruồi hơi việt chul pel việt chul pel mời dương hơi việt chập đập đà mình được prom nâng đạm mọi chung mùi dương việt đôi ở đây chập đạm bài chư lục chăng khnhom miên sạch đây khma in giang khlang đó khmê nhà du của bên đằng hơi việt hiền phơ và biết mà lời dân à dụ tràn chừng về đó là cái nào về phần non về ban phơi ruồi phần đại thái về dây thang tơ dân tơ ta mà khang nóc tiệt à khang này phải chơi khi ban hai dân tơ khang nóc tiệt nick nhom sôm bập phep à ma nè nhom chăm chịu vết nhom chong chăm tơ đặc nhom sập có nhom ăn phải đại xem rùa lấy giá bọn tích tớ lúc xây ta lúc xây ai điệp rộp to tiết bàn ấy ai điệp rộp to tiết bàn tại kê tam đàn cái nhóm nâng mình men tam ta mà giúp nâng tê kê tam mà giúp nâng dân bàn xem rạch hay thằng ngày xây có cái màu tiền cái máu hay phụ khi đăng thà cái máu khi nhom đầy áo kia đó đầy áo kia hay thằng à lâu việt prom kia ai dừng tới khang nó tiệt và nó đăng tới cái nát tiệt cái thà tới khang nó đó cái tới bạt hay có nôm kia đầy tới ngặt nghiêm dục niệm pi dục hay đó bay dục máu tiệt bay dục máu tiệt chua pi chân đau mơ tới khơi tại đầy áo là hai thằng à lâu trót ruồi dừng tới tiệt việt thà trót ruồi nó à chua pi bay dục nó vì máu ruồi hay đó cày mà tiết bay dục tiết nó viêm máu đập nó cầm tiệt tai prom được ọt đó máu để ngặt nghiêm thà ọt ấy tới tơ dừng tới mình tới cái lại xem tiết anh ấy về bị riêng đại dương riệp chạm mà ruột hay việc ban sơn rạch bao phần non mà vì hay việc tạm đàn dương bị chộp ấy con nát đó vì miên côn đó nhom miên côn đó miên côn hay ní việc tới bồng bay ở đây ở tới ngày tiệt bấm bay vào đây tới ở chung ngay ở ao chụp khné tì khnông mà pi khai ao mà chụp khné tại mà đòn tì nít bên đằng ai ô quân lục sậy ta lục sậy nơi chạm nè nè để máu nó lục sậy bằng bị chia tham biến khné bu nè nè mà nè nơi khẳng cáo bay nè làm từ lừ hai lục sậy miền nơi chạm chua nè thằng lưu thế lộp từng buồn nốt đại kỳ mau dục nốt nhưng ọt bàn chăm chung một kỳ tì bộ kỳ plap đô chỉ riêng rồi thằng ngày bộ kỳ nhóm ọt bàn chăm chung một kỳ tì tập bê dục kỳ chanh máu dương đăng thạc kỳ chú lộp và tầm đăng mùi nà chú ọt miên chú kiêng miên phương ấy nó lưng nghịch tồn miên bê lạc kỳ đại kỳ chú bạch mươi dương đập nội hai bộ kê nó phải chìa dục phải chìa phẩm án đấy lúc xấy hai kỳ miên cập lương ấy ayu kê phải chỉ đập bông mui đập bông pel chlop nưng, rồi yup mờ bị ớt ba phong ai phong tới, anh đi tam cá sman ayu đi. Kê miên cái phừng, ai dưng ớt phừng tới tắc lại kê tới lo hụt nưng, lo bỏ ngược nưng lo bỏ rùa sọc chết nơi rùa hay mọi kê bành đi, sọc chết tại giang na cái giang cho tới ai tới bị bàn rùa. Chấm chóng, ta lúc xây ai bình chạy bàn tê thả ca tam đàn nâng việc tam đàn tay chấm bùa cú xoa mây lúc xây rưu cơ chấm bùa cú xây tiết đá để riêng ca nửa thằng ai nú. Rừng nâng chấm có đăng đài phân tay cái tam đàn chấm rùi hay đài chấm đê chấm mùi khá rùi hay bàn cái thả lâu viên sẵn rạch hay dân tư kháng nó tiệt cái tư tam tư lô hụt bởi cái thả cái tư
chọc bị khăn này hay cái tờ khăn nó tiết cái tam tờ là hốt nó ấy ta tam smart mới tờ nó con lục sợi nhắm chăng là lục sợi bị dẹt đây thà ta chấm buộc đây tì pì là bỏ lục sợi đại lục sợi tới cái bằng không mà điệp cả nè nè ta lục sợi luôn luôn nơi chỉ muối kia là hốt đào pê đài đào chăn chật phần muối đào chăn chật phần bún rứa cò gọi mà bay kia lục sợi chà nhóm cá ở đây tí pi đại manu dương ọt sài lan kia nưng nhóm nơi ruộng lo hô đòi chặt sập bùn bùn chặt sập bùn bùn hơi chòng đòi chăn năm bảy sập pi nhóm cá cồn pi tiệt đòi ruồi hai nhóm cá cồn hơi đòi bảy sập bùn cái sông bảy mền bảy lo hô tới sáu ngày ô con lục sậy ở trong trong ở lục sậy bên chợ đại thà tá lục sậy miền côn chỉ muối đây tí pi này chỉ muốn bỏ mà nè miền đây nương côn tí pi cho miền côn buôn nè nở bọc mai cà hòm chăn làm chặt sập bộ muối cho miền côn pì pro côn plua chả đòi chăn làm chặt sập bộ pel pì tiệt plua tiệt chả hai con ông buôn nó sập mùi, đã sập bầy. Ông con lục sậy, ta lục sậy ai bên chợ bàn tê thả, côn môn, côn tì mùi, đây tì mùi, lục sậy tham miên côn phẩm bầy nè, nè, hay lấy côn tì pí, lục sậy tham miên côn tầng nông rồi bọc mai cả họ nông nông rồi bọc 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 nông cày, cứ phẩm mùi nè, nè, rồi cho nên lục sậy miên côn tầng ở sờ phẩm màn đấy. Bà giờ rộp tới đã cao trên năm 8 phí, giờ rộp tầng ớ, đọc buồn nè. Ô con lục sợi, ta con tiếng đọc buồn nè nâng. Con bà mát nè, đã slap nơi khăn ông rộp bọc khám ai cả hôm. Lục sợi chả lời mà đoàn tiết, vì bộ microphone toàn bật bạc cả. Con đã cao nơi cái nông là bò bốt bốt buôn nè tay sạp mùi nó sọ bầy khiêm trong ai lục xây bình chạy than nơi cái nông là bò mai cả hòm tớ lục xây con tiền đập buôn nè lục xây tham biên con đập buôn nè tớ con đã sạp nơi cái nông là bò mai cả hòm bỏ mà nè con đã sập nơi con ông bảo không ai cả hòm, pì nè. Quất sập nơi chăm na đái lục sấy, hơi sập đầu giờ, đầu giờ cua thân á, rồi cọ đầu giờ kê sầm láp, rồi cọ đầu giờ cà khoa à kha, hộp mình cướp ron, rồi đầu chung ngữ. Cứ sập đòi xa. Ất miên thân nằm lệp hay à hà hụp ọt cực cửa. Bạn chỉ cực chư sạp tờ. Nhâm chân ở lục xây bình chạy đại thà. Bạn đây tí pi, đại tư ở khmai cơ hôm, bởi không bởi lục xây điệp ca năng. Lục xây bay bạc nên là chăm ná. Đây bộ phận khi nhóm đại khi nhóm điệp ca được tỷ pi này khi nhóm bảy bạn nơi chăn năm bảy sập buồn bảy lô hồ ô con được rồi khi nhóm ban pinat khơi nơi khi nhóm ai xa lệ bảy
Slash chất sắp bì sắm sắp bùn. EAN chia pisa kmai lấy son dop. Son bay bay rơi sắm sắp ram. EAN chia pisa ong lê lấy son dop chất sắp ram per son kai sắp ram muối. Nâng EAN chia pisa barang lấy son dop sắm sắp bùn rơi hát sắp muối. Dai bành chết nâng knong ka pia ba sok pia tpo ong ka tpo. Lúc sấy ban bị chẹt thà nơi chân nắm chất sập muối, lúc sấy ban tới chriêng, chầm riêng muối nơi khnông mà ha san để bát đại thưa nơi khnông cù lên, ta bật bật cát chẳng thế lúc sấy. Chà nơi khnông pe nô, khnông chân nắm chất sập muối nô cái ban prap ao tới thưa mà ha san bát nơi khnông cù lên men, tại ngày nô có mấy cậu khi nhóm bạn từ tại miền xia nâng cật bạp thả từ phơi mà hà son bạn nâng cầm xe là bạn sọc nà kri nâng cái sông ao từ chui chui riêng nơi ao kê từ mặt bạt tê tới trong tháng bạch từ thì đắng pro nà kri cái chơi hơi và nó ao tê cái lư sô thả mệt ai chui riêng của rúa lấy cái ao từ hai cái nhóm có từ đó nó hai có đào thế nó mền làn mền sợi tê đào lò hô nâng chẳng bị bực tới đó là mong buồn phụ nữ cho là mong buồn nghe cho bạn đó đào từ mình lên lên ọt miền tật tê miền làn ấy chi tê đôi chọc ngày tê đào sọt tầm đòn đó cả nà tật đó hãy nó khả định mà dục sần bực lang bằng kỳ riệp chồng trông sờ bạc sọc nó cứ kỳ tật đó đài bạn đập bụng cái đật là tê nó còn phụ nữ cái đật là tê từ miền làn thì đật là tê từ nè phụ nữ ô con lục sợi khi em chọn ô lục sợi bên chị đại thà hai đấy ban chị lục sợi che riêng hai lục sợi che chìm riêng năm pì nam á chả bắt chìm riêng này khi em che pì sờ là bạc sọc đại kỳ lên dục tới khi em từ mơ kỳ chỉ riêng rồi thằng ngày đó cái chỉ riêng à bật nâng ấy nhom nực hơi thà cũng sờ lạnh bật này mùi đó là về giờ từ chỉ riêng lên tam viên sài mơ đó là chỉ riêng tam viên sài mơ đó hai cái hai giờ ngày tam viên sài này hai từ chỉ riêng nực nông cái lên nực lại mà hà son này bật đại cái thà cái từ tu sơn đại ơi nâng hai còn nữa sọc từ lục tức lục đấy cho sơn đại ơi mà hai giờ từ mạch ban từ rô mưa khơi bật dù vậy là chẳng chừng làm lo hai con nông khnê từ cái hai tới nhóm có tư cho mùi kì nữa anh. Bên sài lợn, bên đã xanh bát bào, ta lục xây mình khơi xâm đại ơi. Nơi thay sài lợn, ọt miền khơi xâm đại ơi phong. Lưu sô ta kê bà ca chú mùa. Bạn đã khá ọt đại khơi như hai ọt đại sửa tiết bà ca chú mùa thạ. Ngày nay kê mò tù lục khiêu xâm phòn, lục nôn chia, lục yên dì tớ kìm thắng cho ọt nách ơ tay cho. Đại khơi như phòng rụng nè. Đòn màu nơ lơ vết cá tớ khơi như cực bay nẹ mèn. Hai kà mà phì bà xên tiết con quý nơ lơ nụ đại nơ phân nông cả lén chất sập của mùi. Đó hãy xe là bạc sọc kê kê lên kê krum tử. Hãy trong cùng quy mơ kê đó rui hãy kê hào tử. Đó hào tử nâng. Lúc nôn chia các bàn lăng bạc ca hài. Ôi xe mạng mệt. Dụ văn dụ vị chuồn. Mệt mai, mệt bục. Ôi không bạc co bạc cao phòl. Ôi bàn tràn. Đám bây giờ xe tự kịch. Sự biên. Ôi bàn tràn. Chứ nuôi con tựa bạc để vượt. Cần như chẳng à, đó rủi hai cái hai cái nhóm từ. Đó cái hai cái nhóm lăng từ lớn. Chọc bàn sẽ đạp ai đó rủi hai cái bạc ca thả chọc hỏi. Chọc hỏi đó rủi mắc nhóm lăng từ lớn chạy. Cái nhóm chỉ riêng bàn mà bọt nữa ai. Nhóm ọt miên chỉ riêng trang thế. Hai cái nhóm ọt chỉ riêng tâm mũi. Nhóm chỉ riêng tâm mũi nữa ai. Ọt miên chỉ riêng pi thế. Bọt bạc để vượt nâng. Hai lục xây bị chạy nâng. Kết dàng mạch bình.
Lục xây mê thủy bằng microphone thân. Châm chong ai lục xây riêng rộp rạp ông sạp nạ kạt đáy thà mở hà sân đại bạc ni. Để riêng chăm lao, để biến thân đặc nôm này cầm chiếp chiếp thập tay châu rùm. Ta lục xây miên đăng thà khlâm xa này mở hà sân đại bạc nâng ca bởi chung ni. Vì miên khlâm xa dạng mạch thế lục xây. ការដែលប្រជុំធ្វើមហាសន្និបាតនេះគឺថាមានខ្លឹមសារត្រង់ថាឲ្យកលែង Ta chùm riêng đây lục xây lai ưng chì riêng nó. Miên át tình này mạch đá lục xây, miên khlâm xa già mạch đá. Chà, nông bót chùm riêng bạc đề vượt này, bà xanh chìa lục xây đại chìa mê thị vi khá nhóm, bòm tình lục thiên, chọn ở khá nhóm bọ xây nợ bót chùm riêng này, khá nhóm bọ bàn, đâm bay ở lục nâng bàn sẽ đập trô chì riêng thả bót xa máy bạc đề vượt. សូរិយាក្រហមឆ្អៅនេះតើវាមានន័យបែបណានោះក៏សូមឲ្យលោកស្ដាប់បទចម្រៀងនេះហើយបែងចែកនិងពិចារណានិងសង្គមទាំងពីរតើសង្គមណាល្អឬអាក្រក់ឲ្យលោកបានដឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយឲ្យបានស្ដាប់ទាំងអស់ក្នុងវគ្គនេះដើមនឹងរដ្ឋបាលមីនេះមិនចាំបាច់ទេសូមបន្តចម្លើយទៅតាមសំណួររបស់មេធាវី លោកស្រីក្រោយពីអង្គសន្និបាតនឹងហើយតើមានរឿងអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះលោកស្រីចាដល់កាលណាខ្ញុំជ្រៀងចប់ហើយខ្ញុំចុះមកដីដល់រួចហើយឈ្មោះចាន់អេងនឹងក៏ដឹកអង្គហើយក៏បានដឹងថាណែនៅដល់ណាទៀតពួកអ្នក đại truyền tâm của mình hoặc là lăng lan tự ở hơi mấy cầm chạp tờ tê nó lăng lửa tê tờ hãy các nhóm đăng luôn hãy phlet lăng lửa tê cái cổ cơ tê là hai nâng bài để đặt bà lè đặt bài cho tao ôi kì nâng hãy các nhóm có rụi máu có bò lửa tê mò đọt bò lửa tê mò đọt tê hãy nhóm ở điên nâng tê tịt các nhóm khu tờ cái lãnh cao thàn nó lại kì mà rô tàm tịt bạn các nhóm khu tờ cái lãnh cao thàn nâng cứ việc phột ọt miên khơi nhận nà tờ tàm tịt tế các nhóm nơi cái lãnh nụ lô hút rạch đầy tung sơ cho mùi kê nơi cái lãnh nụ tiền. Lục xây ai bị chạy bật thay em cái lãnh nâng bà này thà hai tế bán lục xây đăng thà nẹ để chì riêng, nẹ để lãng chì riêng trời kê xâm lạp. Hai nẹ ná chì nẹ bạp lục xây nâng. Hai bên nâng để lục xây trời kịch luôn. Hai nẹ ná để chui lục xây nông ca kịch luôn nâng. Chả nơi khăn nông nốt đây khá nhóm cách luôn. Bộ bằng chẳng ấy nó cất bạn đặng có tới cất khơi cái lần làn. Hãy đo ruột máu. Khá nhóm đây cất bạm cho hãy có khá nhóm đắng cất có chui. Ở khá nhóm làng là tê máu hãy có bò một tiền máu. Cất chui khá nhóm ruột luôn máu. Đó là ruột hãy bộ nốt đăng cái đạn lán đăng vô tớ ná ớt khơi lô hốt tớ dọc ngày màu vinh phóng đăng tớ ná. Ô con lục xây. Ní chia sầm nuôi trong cõi bỏ nhóm. Khiêm trong đăng thà. Ta cả ta ở vầy. Để thưa áo lục xây minh phiếp khá hàn. Nó. Hiên lăng dây ở vầy để cao lăng cho bùa lục xây. Nơi khăn ông mục xâm nạ cá. Có đô trên nơi khăn ông ông ca thị phí ố. Có đô trên nơi khăn ông vê tì ca sạch rầy. Bạn chị khá nhóm hiền lang mọc bọ trái bộ khá nhóm miền sạch đầy chư chập đầy rương hát đầy cao lang mọc tương bộ màn nhé khá nhóm ảnh lệ tục bàn. Bạn chị khá nhóm hiền bọ đạch nhà chất lang mọc nử dì bạp bọn phụ ôn rùm chìa tương ọ ở đằng thả lọ bọp nhé cư bộ bạ đọ trái phơ bạp
miền kết bị chà ra nà thả bong rưu gặp ôn mía của mình thế phước bạp tặng ọ Merci, Monsieur le Président. Quelques courtes questions de suite. Bonjour, Madame la Partie. Vous avez indiqué avoir été enceinte pendant le régime du Cambodge démocratique et vous aviez eu de nombreux enfants avant le régime du Cambodge démocratique. Pouvez-vous expliquer à la Cour quelles étaient les conditions de vie et de travail pour les femmes enceintes pendant le régime? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez le droit de vous reposer? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fait d'être enceinte pendant le régime du Cambodge démocratique? Est-ce que vous avez le droit de vous reposer? Est-ce que vous avez le droit de vous reposer? Est-ce que vous จ้าอกุลแต่ได้การงานได้ខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងស្រុករបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺថាមានពោះចាប់ពីមួយខែទៅគឺរែកដីរហូតអត់មានទេពោះតលតែដល់ខ្ញុំ7ខែគេឲ្យមកធ្វើការស្រាលគឺកិនស្រូវនេះស្រាលហើយទាញត្បាល់កិនហ្នឹងកិនស្រូវឲ្យមកឲ្យសុខភាពវាអត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវឲ្យហូបក៏មិនឆ្អែតកិនស្រូវធ្វើបានធ្វើស្រែស្រូវបានរាប់តោនក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅហូប hộp bò liền sầm bò từ lốn pallet từ cuốn này cứ ở trà bà sân chơi sờ lo cái vinh cái sờ lo ở hố cái sờ lo tray spin tray cái chó hai sờ lo mà chui chừng thèm tiệt sờ lo mà chui chừng nếu việt nơi nặng đam từ cuốn nừng mà trong phơi cái ọt liền thế đó cả na riệp hộp hỡi à cả na đại miền tây búa mới tới chết từ sông từ hộp từ đó hết tức ở hỡi đó ruồi mỏ mưa nặng bạt chán khơi chừng pì เป็นไม่ได้ในควีนนึงไอ้กูอุดน่าจังบ่จะอ้ายถ่ายเคลียร์น่าจะตะโฮบเตซกภิพดันเนี่ยมีផ្ទៃពោះនឹងអត់ស្រួលទេគេប្រើអត់មានថាអ្នកមានផ្ទៃពោះឬអត់ផ្ទៃពោះទេគឺប្រើទាំងអស់ក្នុងមួយថ្ងៃដឹងតែ6ម៉ែត្របើអត់បាន6ម៉ែត្រគឺគ្មានប្របោហូបទេហើយកិនស្រូវក៏ដោយមួយថ្ងៃបើអត់រួច9គឺចើនឹងគឺអត់បានបាយហូបដែរដូចគ្នានេះអ្នកមានផ្ទៃពោះ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប Je vous remercie et une fois que vous aviez accouché, aviez-vous la possibilité de prendre soin de vos enfants, d'être proche de vos enfants? Que se passait-il une fois que vous aviez accouché? จ้าក្រោយពីពេលសម្រាលកូនហើយនាងខ្ញុំបាននៅជិតកូនតែក្នុងមួយខែកន្លះទេតែមួយខែកន្លះនោះក៏អត់មែននៅថែទាំកូនហ្នឹងផ្ទះទេទៅនៅនឹងសហកកិនស្រូវមួយខែកន្លះហ្នឹងគឺកិនស្រូវទៀតតែតែខ្ចីនោះហើយម្ល៉េះហើយកាលណាដល់នេះទៅស្គមរៀងរៃហើយគ្មានទឹកដោះឲ្យកូនបៅទេម្ល៉េះហើយកូនកុំម្ដងឈឺនេះម្ដងឈឺនោះព្រោះវាបើអត់ឆ្អែត Je vous remercie, Madame la participante de ces précisions, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la participante de ces précisions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Monsieur le juge. Bonjour à toutes les parties.
Mon nom est Vincent Deville, de Madame la Vincent et Deville, je vais donc vous poser des questions au nom du Bureau des copropriétaires. Tâm năng ơi, cả nhà lại sắp ra nhà, chết mùa được sự bằng to, vì vậy đây lúc rồi bằng bình dụng. À, Maître Chet Van Lee. Từ lúc rồi Maître Vy, Chet Van Lee, hay là lúc rồi Maître Vy, Marie Gieu. Nhưng chắc chúng mùa từ lúc tẹo thông tôi đang gặp, lúc rồi tẹo thông đang gặp một mùa lúc nập nông cụ lên, đại lúc rồi bằng như vậy, em bánh bánh như. Pourriez-vous nous préciser? Lúc rồi ai bên chạm mà đại lúc rồi thân là chạm là đại lúc rồi chạm đấy kia của một tới một đống nơi chạm là chả kia của một đống tới phơi mà hai son bát cứ chạm bổn buồn rồi mà quên bổn buồn rồi chặt sập cả mùi Donc à ce moment-là, est-ce que vous aviez déjà été marié? Vous avez dit que vous aviez été marié. Tôi phải chung tay bật ngay tê, ở tôi dù tê. Nâng viên tôi lọc một tiếng vinh. Thái bà chê chôn, đây bà chung chọc, nó có trâu mau tăng ốc nè đá ở miền nà nơi tê. Mau tăng ốc, một tiếng tạm riêng riêng luôn. Cả là thà ná, có dân tư tạm, cả là thà nâng tư ca nghe đại phư nâng ấy. Alors, concernant les... Mà lời tệ tôn nâng nẹ đặc nôm để bàn chú rùm tức nâng cách bà một nông bà chung nâng lục bàn dây lục xoay bàn dây vì nôn chia khen phòn yên xoay. Comment avez-vous su exactement qui ils étaient? Est-ce que cela a été annoncé publiquement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Nôn chia khen phòn ta miên kê bà cạp xoay chia xa thê là nạ oi đăng đà mà đón rưu còn miên nẹ nam nẹ bàn prap lục xoay thà bà cổ tăng ọ nông sật chia nôn chia ứng xoay khen phòn ấy nè. จ้าគេប្រកាសតាគេប្រកាសប្រាប់ក្នុងមហាសន្និបាតនឹងឯងគេប្រកាសប្រាប់ឈ្មោះតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេប៉ុន្តែដល់ប្រកាសខ្ញុំគ្រាន់តែមើលឃើញថាជារូបគាត់ហើយក៏ខ្ញុំក៏មិនយល់ថាម៉េចដែរខ្ញុំគ្រាន់តែអត់មើលហើយដល់រួចហើយគេហៅខ្ញុំទៅកន្លែងផ្សេងទៅកន្លែងដែលគេលេងសិល្បៈនឹងទៅខ្ញុំអត់បាននៅនឹងកន្លែងនោះទេ Y avait-il également des dirigeants de la zone nord, l'ancienne zone nord? Nè, à tay ta, phum phi ở đó đã rửa thế. Chà, nè, đặc nôm phum phi ở đó nó cũng nhóm ọt cơ lại. Rồi nhóm chỉ phải chia chuẩn ọt đăng thả, nè, nà mùi chìa mệt phum phi, nè, nà của ọt đó cũng nhóm ọt đăng bánh tạc hơn quý nơi lưu nút chả ơn khỉa đài. Bánh đó kê bà cá tạp bầy. Hãy khi nhóm đăng thập bầy nó có đập tại trong bia cận dây đôi khi nhóm dây bị mùn mỏ. Ta buồn khi nhóm đập bàn cận dây ta buồn bà mặt nó ấy. Đó rồi hãy khi hai khi nhóm tới cái lãnh xuyên tới, nhóm tới cái lãnh xe là bạc kỳ năng tới. Ta vẫn đang ấy. Est-ce que c'est seulement Nunchia qui a pris la parole ou bien Kesempon, vous avez dit avoir rejoint cet endroit lục, la veille et puis que la réunion s'était déroulée le matin. Combien de temps après a-t-elle duré? Est-ce que c'était uniquement le matin ou bien c'est également la nuit?
kê bà chúm chắp bì bực tớ đo mòng bì kê rùm xài. Kê bà chúm bì bực đo mòng bì kê rùm xài. Ta bà nâng tê. Rùm xài hai cốt chạy phá lời kê nè mọc chìa tăng ọc nè. Ọt miên thơ dù tê. Parmi les gens de l'assistance, combien y avait-il de personnes et combien y avait-il de nouvelles? Et notamment, est-ce qu'il y avait des gens de votre unité itinérante qui étaient là également? Pour exemple, si vous êtes venu à la maison, vous avez des gens de votre unité qui étaient là également? Oui, si vous êtes venu à la maison, vous avez des gens de votre unité qui étaient là. Tôi chào anh kia. Cái thật tôi tôi xin đại ơn lúc bạn nhận sử dụng tôi nhận miền đây miền côn nó có tôi từng ọc nè con cho lát có tôi từng ọc tầm đó. Thế này chào anh nè, mình tích tì. Savez-vous pourquoi on vous a dit que ça ne déclut viendrait alors qu'en réalité, vous n'êtes pas sur place? Est-ce que vous expliquez? Je ne sais pas si vous avez dit que ça ne déclut viendrait. Je ne sais pas si vous avez dit que ça ne déclut viendrait. Hãy nhóm của thầy xin đại ưu, xin đại ưu mà hãy trở từ bạp nhẹ sọc tầng ớt con cho lạc tầng ớt kê từ. Đó từ hãy ớt khơi miên xin đại ưu phẳng. Được đó là lấy nó ớt khơi miên xin đại ưu. Tout à l'heure, vous avez dit que Nunchia avait un message principal qui était celui de produire davantage pour aider l'armée révolutionnaire. A-t-il parlé d'autres choses, d'autres sujets, notamment ce qu'il avait développé, la discipline? Nunchia avait un message principal qui était celui de produire davantage pour aider l'armée révolutionnaire. Đang bay chui thì hiện bạn để vớt hãy cất chân run không pin này để phơi càng nghe ở miền tây cột pin này trời tật phơi ba cái đạn bắn á cứ phơi bắn nằng tờ cất ở miền dây tê tê cất dây tập bắn nằng tê. En plus de respecter les règles prescrites, est-ce qu'il a parlé à ce moment-là du concept des ennemis de la révolution? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu à ce Est-ce que c'est Nunchia qui en a parlé? Qui a dit que les ennemis de la révolution s'étaient mis à l'œil? Lors de cette réunion? Lors de cette réunion, il y a des gens qui ont été mis à l'œil. Je vais vous dire. Et qu'a-t-il dit qu'il fallait faire au Yun? Quand mes amis parlent à travers le feu, ils mettent dans le bois au Yun, à l'été, quand on casse le chômage. Khi nhóm ọt bàn lưu gần dây to từ tiết tế bộ đại kê hai khi nhóm tớ nó gần dây bàn tập bên nó ấy khi nhóm đòi chanh bì nó tớ. Ọt bàn sẽ đạp gần tiết tế.
Très bien, je vais passer alors à un autre sujet. Je suis une clarification à propos de votre père. Vous avez dit qu'il a été convoqué puis qu'il a disparu. Quelle était la fonction de votre père sous le régime de Saint-Comorisme dans votre village ou dans votre commune? Votre père était un travailleur dans la ville. จ้าឪពុកខ្ញុំកាលពីសង្គមរៀននិយមគាត់ធ្វើស្រែប៉ុន្តែដល់គាត់និយាយលេងនេះទៅគេហៅថាលោកមេឃុំគោមេតែតាមគាត់ការពិតគាត់អ្នកភ្លេងការទេគាត់មិនបានមេឃុំទេគេហៅគាត់មេឃុំគោមេគាត់មានគោមេច្រើនដល់ទៅ 60 ក្បាលឯណោះ Est-ce qu'il était vraiment chef de la commune officiellement? ចង់និយាយថាជាផ្លូវការហ្នឹងគាត់ជាមេឃុំមែនតើឬក៏គាត់ថាគេហៅគាត់ថាមេឃុំគោមេអញ្ចឹងទេគាត់អត់មានតំណែងអីតាជាផ្លូវការទេឬមិនគាត់អត់មែនជាមេឃុំទេប៉ុន្តែគេហៅគាត់លេងថាមេឃុំគោមេហ្នឹងហើយ Est-ce que plus tard, au moment où il a été arrêté, est-ce que vous savez si les Khmer Rouges qui l'ont arrêté savaient qu'il avait beaucoup de vaches et puis qu'il était appelé comme chef de la commune des vaches. គាត់ជាអ្នកស្រុកធ្វើស្រែទេហើយគាត់ជាអ្នកភ្លេងការមិនមែនមេឃុំមេអីទេចាគាត់ធ្វើតែស្រែទេប៉ុន្តែដល់គេហៅមេឃុំគោមេនេះគាត់គោវាច្រើនទៅគេហៅលោកមេឃុំគោមេគេហៅលេងទេ Madame la partie civile, vous avez été mariée une première fois. Je ne comprends pas, dans les années 60, vous avez été forcée de se marier sous le régime des Khmer Rouges. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelles étaient les grandes différences entre ces deux mariages? Le mariage de Khmer Rouge et le mariage de Khmer Rouge. Le mariage de Khmer Rouge et le mariage de Khmer Rouge. ក្នុងពិធីរៀបការក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺខុសក្នុងរបបប្រពន្ធខ្មែរក្រហមនឹងរៀបការលើកទី1ខ្ញុំកូនស្រីគាត់ដែលគាត់លើកឲ្យគេនឹងគេគាត់ស៊ីលុយ 60,000 ពីសង្គមនឹងហើយហៅភ្ញៀវដល់ទៅ 100 នាក់ មានលោកមានភ្លេងការមានអាចារ្យត្រឹមត្រូវទាំងអស់មានហែកូនប្រុសចូលរោងជ័យមានទាំងអស់ដល់ការលើកទី2អត់មានទេអត់មានភ្លេងអត់មានភ្លាត់ឲ្យមាន 60 គូតែម្ដងបង្ខំចិត្តរៀបការតែម្ដងអត់មានស្រឡាញ់សោះ ហើយវាខុសគ្នាខុសគ្នាកន្លែងថារៀបការហើយតែងតែមានជប់លៀងមានសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់មាន់អីទទួលភ្ញៀវដល់នេះអត់មានទេស្លោមជូរប្លិតយើងនេះរៀបការនេះស្លោមជូរប្លិតត្រីឆ្ពិនឲ្យហូប 60គូនឹងស្លោមជូរឲ្យហូបអត់មានដូចខ្ញុំរៀបការពីសង្គមទេ
Lors de votre premier mariage, est-ce qu'il y a eu des bonzes qui sont venus sur place, qui vous ont béni tant que jeune marié? Hãy đọc bê lê lê mong đại phân nhiêu kỳ trời mà ọp ọ xa tô nông bê đại khả nhóm riêng ca nâng cư miên phân nhiêu chả ơn mà chô ruộm tầng ọ. Hãy miên xâm bột áp bê bê trâm trời tầng ọ. Mai ơ kháng bró, mai ơ kháng sấy ai tụ tù sơ thạ. Khả nhóm từng bí rút nước chế cú phía rời dê xa mây. Đại riêng ca miên lục xong, miên phân lên ca, miên ạ cha, miên phân nhiêu cơ cực cơ kênh chả. C'était un mariage traditionnel, vous étiez assez jeune, d'après ce que vous avez dit. Vous avez 16 ans, malgré cet âge, est-ce que vous étiez d'accord avec ce mariage, ce premier mariage? Vous avez un premier mariage, 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 vous avez un premier mariage. Oui, vous avez un premier mariage. Bốc nhóm, bốc nhóm tự tâm mai, tâm ơi nhóm đại gật rịp, à bia 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 ai, nó gật xua nhóm, gật ai nhóm, nhóm xa mạng chật, nhóm xa mạng chật tầng ọc nha, tầng xong khang, xóc chật xa lành khá nha, bàn nhóm rịp cả. Xóc chật xa lành khá nha, bàn nhóm rịp cả. J'en viens à la période qui a suivi avril 1975, quand les Khmers rouges ont pris Phnom Penh et d'autres parties du pays, ainsi que votre région. Est-ce qu'à un moment donné, vous qui habitiez dans votre village, vous avez été séparés du reste des membres de votre famille, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, notamment votre mari? Nơi là bọc mai cả hòm nơi. Nơi là bọc mai cả hòm cái phong bay tại đây tập xinh, phụ quân tập xinh, côn tập xinh, ọt miên nơi chung cái này thì. Côn nơi còn cho lạch xinh tử, máy nơi khăn cho lạch xinh, ở bốc khăn cho lạch xinh. À tôi nơi cho mùi dê dê, để đâm bay, đâm vào lại ở cái oi mưu, khmin thì tôi nâng. Máy cho lì ọt, cho lạch ọt hời, ọt miên nơi thì. Est-ce que vous avez jamais appris pourquoi les Khmers rouges procédaient ainsi à séparer les membres de chaque famille? Rương đại kê bấm bay chân bị khnề này khi ông đăng mù hai tế ở kê ao tơ ná có tơ nọ đại hiền bậc cai tế kê ao tơ stung kê prap ao tơ cho lát tơ khăng nè có tơ đây tơ khăng nè tơ phổ buôn có tơ khăng nọ tơ ở đăng pan ca thà kê bấm bay nó kê bấm bay là biệt nà tế hai bấm bay nó mình côn có bấm bay ở ban về một tiệc vinh tế tơ sầm rạn nơi cà thàn cả lai nọ ai tiền đây có đôi khnề hai nhóm đại miền côn nơi tối là nghe kê ao màu vinh. Rồi là chỉ lạc tự thả đôi chìa mà phùm buôn pram của lô cho tới dân tư tới vừa nghệ lãng viên mà chụp côn bình. Chả đọc côn thông lên bác đó hỏi nó kì chả lạc mẹn tè này nụ. Kì ai tư chẳng ai dân ai tư xung ra nơi gắng nọc bàn. Kì ọt ai màu bình tì. Nông pi khái bán kì ai màu tiền mà đòn. Rưu mà khai cả lạc bán kì ai mà chụp côn mà đòn. Avant d'en venir à votre cérémonie de mariage, une question par rapport à votre premier mariage, vous avez dit qu'il avait été envoyé en rééducation car il s'était vanté d'être un ancien soldat de l'honneur, alors qu'il était apparemment ivre. Comment avez-vous appris que vous étiez emmené?
chăng nhom xong xuôi lục sợi thà tá hai tờ vây ban chỉ lục sợi đăng thà kê bằng chun quạt tàu nè ập rung cài prai lang vinh kê bằng chun tàu kê bằng chun tàu nó kê bằng chun ao tàu riêng thì mình chỉ bằng chun tàu ập rung thì kê ao tàu riêng thì kê bằng chun ao tàu riêng ở khơi mau bên phòng nè Qui vous a dit qu'il avait été envoyé à une séance de formation? Chẳng khi nhóm số lục sợi tha nẹt na đây này gì, phạm lục sợi tha kê ao qua tàu riêng nắng nữa. Cứ cầm ma phi bà kê ao tàu riêng, mê con kê một phạm thả lỡ phụ anh tàu tàu riêng, tàu tập buôn đọc ngày tê màu vinh hời, đó tàu buôn đọc ngát khơi màu sọ tàu tàu hụt, nhóm có nơi chậm tạm biệt dân già thả đọc ngày. Đó là ớt khơi mà, ớt mò lô hút ta ta lỡ. Ớt khơi viên mà vinh, đăng chí mê riêng gật bà bàn nà tới, bàn chí riêng ớt chè chọc bàn mò viên ta lọc mà vinh. Ngọt lại nâng mên. J'en viens à votre mariage. Bà lộc nhầm mà tôi làm anh dân pin thì đẹp cả bà lộc sậy để lộc sậy thả kế bàn bạc khoa mà lộc sậy đẹp cả. Cảm bạn mấy những lộc sậy bàn dây thả chung một xì để prap lộc sậy thả lộc sậy pin ngày tiết năng đẹp cả. Savez-vous qui a choisi votre mari pour ta nẹ na chia nẹ chừa rừa bắt đây rồi bà lộc sậy năng sầm ram nẹ sậy làm bài đẹp cả năng. Đã cái chữ rơ nó cứ mệt rộng cái nệ chữ rơ. Mệt rộng nệ chữ rơ, mệt xe cái nệ chạp đạ, riêng cả. Quelles étaient la, quelles étaient les fonctions de ce Ron? Ta rộng nâng quát miền tuần thì chia vậy đá nấu khăn ông khum sọc rồi có hạ co nắng quạt miền một nghĩa ấy đấy cầm áp bàn nơi đập nơi cái lái cà thà nằng est-ce que ce cadre responsable du chantier a dit que l'on avait reçu une instruction de l'échelon supérieur par rapport à ce mandat. Nè đại miền cù riệp cà từng ở nó ở prap từng ở cướp cù nông tâm đoàn. Savez-vous sous quelle autorité est placé ce chantier de travail d'impunité? Crom of art, and then die, the young people look straight, down, young people look straight, and then the car, the district, Rome, but Rome got a tat no crom stroke, crom dumb one, the crom tanana die. Cut your morning stroke. Tout à l'heure, vous avez parlé de deux cérémonies, la vôtre qui impliquait 60 couples et une autre avec 40 couples. Je vais vous parler de la vôtre. À votre connaissance, y a-t-il parmi ces 60 couples des gens qui s'étaient librement choisis, qui avaient accepté de se marier avec la personne de leur choix? Je vais vous parler de la vôtre. ขนมฮกสกูนุสัตย์จับประคอมจัดต่างอ่อ
ọt miên nẹt na sa mạ chật chú mùi khá nê thì sật ta ọt sa lành tăng ọt. Bạn đã chấp bà khom ọ riêp ca nó cứ chết ta ca tử. Bố khai sa lập hãy bạn chết chết ta ca. Bà xin chì cầm ọ sa lập bà cây bán ọt ca tử. Est-ce que l'ensemble de ces couples provenaient du même milieu, de la même catégorie de personnes? Je m'explique. Est-ce que vous appartenez, je pense, au peuple ancien? Est-ce que vous êtes marié à quelqu'un du peuple ancien? Savez-vous s'il y a eu des mélanges entre gens du peuple ancien et gens du peuple nouveau? Est-ce que ces mélanges-là étaient autorisés? Est-ce que ces mélanges-là étaient autorisés? Oui, les mélanges-là étaient autorisés. Bạn ta kháng sẽ ở tầng lành. Dùm lăng mên tên, môn nâng riêng ca nông. Ta mên ca ngọp, sọc chất ta ca tờ. Alors, vous avez parlé de votre chef d'unité, Lucrèce, Donc c'est une interview faite à TVO en mars 2013, c'est la code 3-7-2-3-4-5-6. Vous avez dit ceci, vous avez donné un nom de lieu, quoi, c'est zéro. Le chef de ce camarade Ton est celui dont vous avez déjà parlé. Je suis un homme. Merci. Bà xong ọc cún. Alors, vous avez parlé des miliciens qui vous avaient observé, ou écouté en tout cas, la première nuit et les cinq nuits suivantes. Vous avez dit qu'ils avaient 16-17 ans, យ៉ាងខ្ញុំសួរលោកស្រីថាតើពួកនោះឆ្លោបទាំងអស់នោះទទួលបញ្ជាមកពីណាគេត្រូវគោរពអ្នកណាដែរចាឆ្លោបទាំងអស់នោះគេត្រូវទទួលស្ដាប់មិត្តរមនិងមិត្តសៀនឹងឯងដែលគេអ្នកដើរតាមដានអ្នកដែលរៀបការរួចបជាពីនោះមកបានប្រពន្ធនោះមក Tout à l'heure, vous êtes passé au-dessus de
la honte dont vous avez parlé, pour nous expliquer comment s'est déroulée la première nuit de noces, comment les miliciens avaient introduit le sexe de votre mari dans le vôtre. ฉลบนั้นมาจับปนาเพศរបស់ស្រីលោកស្រីនឹងចូលមកក្នុងបណ្ដាប់ស្រីភេទរបស់លោកស្រីតើវាលើកពីការខ្មាស់ទៀតនៅក្នុងប្រទេស ចឹងតើលោកស្រីខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាបន្ទាប់ពីទទួលការប្រព្រឹត្តបែបហ្នឹងមកលើលោកស្រីហើយតើវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍លោកស្រីកម្រិតណាហើយវាប៉ះពាល់ដល់ភាពទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតចាក្នុងពេលនោះមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ចុកចាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំចុកចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំ Merci. J'ai encore quelques questions à poser à Madame la Présidente. Merci.